Ok, và hello anh em nhá. Chào mình em quay trở lại với channel của mình là Thầy NC đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series là chuyện Diamond World nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì ngoài con cá mập hôm qua mình up lên phiên bản 1.7.5 ra, thì chúng ta sẽ có thêm một cái con cây cây ở đây nữa, nhìn trông khá đẹp. Anh em thích vào xem thì có thể ấn vào đây và xem nhé. Con cây này em phải mua một tiền anh em ạ, bắt buộc phải mua một tiền thì mới có, không thì cũng tạo không lấy được. Và một cái vấn đề là chúng ta phải leo rank nữa, nhưng mà tại sao mình vẫn là không cúp nhỉ, hơi hơi lạ, tại sao tôi vẫn là không cúp ha? Cái đấy cần phải xem xét lại như nào, xem nó có thể leo không. Và link tải của cái phiên bản mod này thì mình sẽ để phía dưới phần mô tả, phần comment dành cho anh em nhé. Anh em vẫn sẽ vào modgame2.com và tải về thôi, link media file cực kỳ là dễ tải, cực kỳ là dễ chơi, dễ trúng thưởng các kiểu là điều đấy. Bên này này 1.7.5 nhá anh em, phiên bản mới nhất rồi. Arena event nó đang bị lỗi cái hiển thị không ấy được anh em ạ, tất cả mọi người đều thế hay sao á, như tất cả mọi người đều thế anh em ạ. Lại gì hot shop à? Shop thì tăng công lên hút máu phát cho chết đâu, chắc chết đây anh em. Cho này ra là mất hẳn một con rồi. Ok, một bé chưa mất một chiêu hút máu à, ủ hít áp luôn ạ, thua luôn ạ. Chúng ta sẽ được cộng thêm 30 đấy, lên thành 30 cúp này, đã được fix chưa? Đấy, chúng ta được lên tăng thêm cúp ấy. Nhưng ở cái phần này nó được tăng thêm cúp. Ô, nhưng mà vẫn profile vẫn là sao nhỉ? Mình edit lại cái này được không? Mình để đây là thành EZ thôi. Để cái thành EZ vô đối nghe, nó khó chịu quá. Nó lại đấm vào mồm nhờ. Thành EZ thôi anh em nhá. Nhưng mình vẫn là không cúp hả? Lại nhỉ. Cái này mình vẫn leo rank được, nói chung cái này vẫn leo rank được. Nhưng vấn đề là nó không cập nhật đây thôi, chẳng hiểu lắm. Thôi kệ đấy, cứ đánh thì chắc là vẫn được, mà cái này nó chỉ là cái lỗi cái hiển thị thôi anh em ạ. Chúng ta vẫn được cái cúp ở bên kia mà anh em. Có gì phải lo đâu đúng không? Ok luôn bạn ơi. You go first. Slug, 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 slug. Có thể tên là slug, slug, slug. Zidonish. Ok anh em. Chú ạ, không có chiêu gì để có thể lấy được nhỉ. Con drum, drum gì này. Regen. Đang thủ đây đó. Làm gì vậy? Keep up luôn à? Ra luôn à? Hâm gì? Ok anh em, chúng ta vẫn sẽ được cộng trực tiếp cái này vào này để lấy mấy con kia, vẫn được anh em nhỉ. Nó tiếp tục là leo rank ha. Có một con mới nhưng mà vấn đề là cũng không ăn thua lắm. Nó không ăn thua lắm đâu. Chơi chơi tạm tạm mà you go first, mình lúc nào nó đánh trước anh em ạ, khá là vui. Devin. Yeah. Chơi đánh trước mà. Con Zidonic này lúc đầu nào rất là khó để có những cái chiêu đầu tiên để nó đánh nhá. Khó cực. Ok anh em. Tấn công lên trước. Ok, đánh đi. Khá là khó chịu nhỉ. Chúng ta không thể nào mà tiêu diệt nó được trong một đòn, thế mới gọi là mệt. Có rất là nhiều chiêu người dùng để giết mấy con này. Ô, chết được luôn này. Team này yếu rồi. Hình như team này sẽ chết nhanh thôi. Shadow Slash cho có cả cái phần ốm nữa này.
Chứ đâu con Google là con 45 thì sao, cũng chẳng lo lắng lắm. Không em ạ, không không có, không có luôn. Rồi, Hydron, Hydron cũng đã bay màu trong một nốt nhạc. Hydron, ok anh em, vẫn cool. Cun ngầu lòi các kiểu của đa điểu trainer bear. Ok anh em, đấy, let's go arena Costa Welter. What the... Ok anh em, lấy thêm vài trận nữa đi, cùng lên luôn, đi đấm nhau luôn. You go first, chúng ta lúc nào cũng được đánh trước anh em ạ, rất là tuyệt vời. Ông mặt trời không phải nói nhiều nhưng sự là rất là tuyệt ha. Osuke Esco chắc là chết luôn đấy. Bằng chiêu chém gió thành bão, giết nó luôn á, xong rồi tính sau anh em nhé. Give up, thua liên tục. Ok chưa? Thì bạn thua liên tục anh em ạ. Thật ra nó cũng không có cái gì là quá khó hiểu ở đây cả. Thua liên tục là chuyện rất là bình thường nha. Cool này. Event battle, đấu tiếp. Đấu đến khi nào thắng thì thôi. Cục tạ ở Việt Nam này, do họ có số cúp rất là cao. You go first. Ui, Horazic luôn. Đẹp đấy. Đẹp quá anh em ơi. Thật sự là đẹp hả? Việt Nam luôn này. Cho tôi sống phát nữa thì tôi có thể... Không, không, không cho rồi. Không cho mình sống rồi anh em. Đây là phản công nhau có đúng con duy nhất. Nhưng mình bị khắc hệ sao á? Ờ, sao phải chạy nhanh thế? Có ngựa lửa đẹp mà. Có ngựa lửa đẹp mà mình vẫn dừng lại 30 cúp anh em ạ, tự không thể lên được cúp hơn. Vết lầm. Thế làm sao lấy được con mới? Sao lấy được con Anubis đấy? Tôi có thể leo vào trong cái top này không? Ơ, cục tạ nằm trong top 10 anh em ạ. Thả nào. Để lấy con này đúng không? Mình còn chẳng biết mình top bao nhiêu. Tôi không biết tôi top bao nhiêu để tôi có thể là leo để mà lấy. Quá buồn. Thật sự quá buồn anh em ạ. Enemy à? Mệt nhỉ. Nên gặp một thanh niên như này cũng mệt ghê. Ok anh em. Thủ chúng ta đang thấp rồi. Nó chơi giống như hệt mình luôn anh em. Nếu có chiêu gì mà đánh nó luôn. Con Hamzy này dễ toang lắm. Tăng công lên đã. Có chiêu gì không? Có hút máu điển thế nhỉ. Để hút máu hoặc là tấn công bằng cái chiêu này. Chưa giống hệt mình luôn anh em. Chốc quầy.
bắt buộc phải đánh nó. Floss. Hút đầy máu lên đấy anh em ạ. Nhờ. Khó chịu chưa bạn? Khó chịu chưa bạn ơi? Hai con đều bị ốm mà, mình cũng có độc mà. Máu càng càng giảm nhè. Nhưng mà mình có hút máu. Còn chưa hút máu đúng là bẩn bựa thật sự luôn. Ok anh em ơi, tôi giải cái này được không? Tôi giải đi. Để đỡ mất máu. Thủ thì mình không quan tâm lắm. Nó giảm công. Cay nhỉ. Tăng công thôi. Giảm công thì mình lại tăng công. Thua đi em ơi. Tuổi gì đánh anh. Nó không thể dùng máu luôn. Hồi máu đi. Nói thật bạn, hồi máu đi. Endurance. Ok boy. Thốn nhỉ. Thốn không bạn? Thốn không bạn trẻ? Bạn sao mà đấu được tôi? Trời ơi. Cùi lắm. Thằng bé không biết làm nào rồi. Thua rồi. Mình còn một lần hồi máu nữa mà. Đỡ nào được. Powder Piper để phản công ạ. Đánh nguyên bằng thủ thôi cũng đã chết rồi chứ, chứ chẳng nói là mình đang đầy máu luôn. Hầu thở. Ơi, đằng nào trên với cái độc nó cũng chết thôi mà. Ui, vãi nồi. Quên em ơi, quên đi. Trước khi em chết bị độc. Con này nó khốn kiếp rồi, nó có cái độc với cái nó có cái hút máu anh em ạ. Coi như là thành một cái cục hồi máu luôn. Vấn đề là chúng ta leo rank như kẹt ấy. Tại vì cái rank nó vẫn ở vị trí này, không biết là rank bao nhiêu. Có lẽ là lỗi hiển thị thôi chứ cũng không rõ lắm. Tôi không biết rank tôi bao nhiêu luôn. Thoát đờ hợi luôn. Daily mình phải vào trong cái top gì đó. Rồi ok, thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào anh em nhá.